Ngày hôm nay trời mưa, chiều trời mưa nên mình tối mình đi soi cho các bạn coi nhé. Rất là nhiều. Không thấy gì hết. Nhưng muốn móc. Soi, đây, đi soi. Sẽ ớt cóc. Rắn. Cái bạc dưới đây. Quay buổi tối thiếu ánh sáng, cũng chả có gì, nước to đen quá. Về thấy gì chỉa trăng thì nước đục ngầu, chiều mới một mưa. Vườn cá cũng ít nhiều, chả có gì. Tối như thế này đi soi hợp lý, mưa chiều mưa nữa soi chắc cũng hơi khó. Cầm trời này bị sâu thì ngon, ngon kinh chả thế. Nhiều nghe thấy không? Lén luôn này. Thằng dưới mày về này, phát hiện động vật lạ. Ôi giời, chạy kinh thế, chạy kinh thế. Buổi tối thì camera mình quay điện thoại nên kém chất lượng, mong mọi người thông cảm nè, khắc phục sự cố này mới được. Sau buổi tối như thế này quay điện thoại thì nó chả thấy gì. Bẻ đầu rồi bây giờ không được con cá nữa trơn, được có con cầm chân thả luôn. Nay nhìn cho trà ngon của mình đi soi không có gì trơn thiệt chứ hả. Chị đi soi không có gì hết trơn á, khổ ghê, chán thiệt chứ hả.